Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, từ ngàn đời xưa, muối được gọi là một đặc sản quý giá và thường được sử dụng trong các nghi lễ tẩy rửa khác nhau. Theo quan niệm của người xưa, muối mặn có thể xua đuổi tà ma, đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Người Việt Nam thường có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi để chứng minh tác dụng thu hút sự giàu có, sức khỏe và may mắn của muối trong phong thủy. Đặc biệt là đúng sáng mùng 1 Tết, gia chủ hãy chuẩn bị muối để rắc đúng chỗ này sẽ giàu sang phú quý cả năm, tiền vàng ùn ùn kéo về. Vậy vị trí rắc muối trong nhà là gì? Cách thực hiện cụ thể ra sao? Chúng tôi sẽ tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chuẩn bị bát nước muối phong thủy đặt trong nhà vào ngày đầu năm. Bước vào năm mới là thời điểm vạn vật sinh sôi, nảy nở. Đây cũng là lúc mọi người, mọi nhà gạt bỏ hết những thứ không may trong quá khứ và mong cầu đến những điều tốt đẹp ở tương lai. Trong ngày mùng 1 Tết, gia chủ nên rải muối ở trước cửa nhà và trong các căn phòng để xua đuổi tà khí và đón vận may vào nhà. Đồng thời, gia chủ có thể cầm một nắm muối và ném qua vai trái của mình. Đây là việc làm nhằm mục đích thanh lọc cơ thể và môi trường xung quanh. Sau khi cả người và nhà đều được thanh lọc sạch sẽ là lúc chuẩn bị bát nước muối phong thủy để xua tà khí cho suốt cả một năm sau đó. Tiếp đến là đến công đoạn cho tiền xu vào trong bát nước muối và đặt ở những nơi có năng lượng không tốt. Bằng cách hấp thụ năng lượng tiêu cực, nước muối cải thiện sự thịnh vượng của ngôi nhà và một số lĩnh vực trong cuộc sống. Bạn hãy thực hiện theo các bước sau. Rắc muối vào trong bát hoặc ly thủy tinh, chọn xem ngày và đặt 6 đồng xu tiếp theo hình vòng tròn vào bát. Nhớ đặt mặt dương có ký tự khác của xu ngửa lên trên, cho nước vào và đặt bát hương lên một miếng vải lót. Bởi muối và nước khi kết tinh có thể sẽ phá hủy bề mặt bát, không che miệng bát để yên bát nước ở cùng một vị trí trong một năm, tránh xê dịch hay động chạm đến. Nếu dịch chuyển, sự tích tụ năng lượng tiêu cực vào bát nước có thể bị phá vỡ. Cuối cùng, gia chủ chọn một vị trí thích hợp trong nhà để đặt bát nước muối. Trong xuyên suốt cả năm sau đó, bất kỳ các thành viên trong nhà đều không được che miệng bát hay động chạm dịch chuyển đến bát nước muối phong thủy. Phải đến ngày cuối cùng của năm, gia chủ mới được phép đổ bát nước muối đựng đồng xu này. Vị trí đặt nước muối để hóa giải vận xấu cho căn nhà. Bên cạnh các vị trí tốt nhất để cầu tài, sức khỏe, sự nghiệp, thì theo các chuyên gia phong thủy học, bát nước muối có thể hóa giải các vận hạn xấu nếu các vị trí phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn trong nhà đúng vị trí các sao xấu như nhị hắc và ngũ hoàng. Điều này sẽ giúp giải trừ một số tai họa xấu do thế phong thủy gây ra, đem lại an toàn cho các thành viên trong gia đình. Nên đặt bát nước muối ngày mùng 1 Tết ở các góc sao xấu là nhị hắc và ngũ hoàng để hóa giải vận hạn. Sao nhị hắc, sao này chủ bệnh tật đau đớn, da thịt đau nhức, xương cốt nhức mỏi, huyết quang, không nên coi thường. Các thành viên trong nhà dưới sự tác động của hung tinh này dễ nảy sinh các chứng bệnh liên quan tới dạ dày, đột quỵ, phong hàn và đường ruột. Sao ngũ hoàng, ngũ hoàng đại sát bay vào phương vị nào thì gọi lưu niên quan sát. Hung tinh này có ảnh hưởng tiêu cực, tác động nặng nề lên những người bị ảnh hưởng, tránh gây động nên giữ tĩnh. Bởi theo các chuyên gia phong thủy, khi bị động thì tính hung của sao này sẽ càng phát huy mạnh mẽ, khó lường trước tai họa khôn lường. Do vậy, trong năm 2023, gia chủ nên đặt bát nước muối ở góc Tây Bắc hoặc vị trí giữa nhà, đặc biệt là khi hai sao xấu này rơi vào vị trí phòng ngủ, phòng khách, bếp hoặc là phòng ăn. 3. Đổ bát nước muối phong thủy vào ngày cuối năm. Không ít gia đình đã giữ lại bát nước muối phong thủy từ năm này sang năm khác vì quên, tuy nhiên đây lại là điều cấm kỵ trong phong thủy. Đối với bát nước muối có đặt đồng xu lên trên bề mặt vào ngày cuối cùng của năm, gia chủ cần loại bỏ tất cả những thứ này khỏi ngôi nhà của bạn, bao gồm đồng xu, nước muối và cả chén, chai, lọ. Bởi vì những thứ này đều đang tích trữ nguồn năng lượng tiêu cực của cả một năm. Lúc này, gia chủ có thể đặt những thứ này vào một túi nhựa, buộc chặt và bỏ vào thùng rác bên ngoài nhà. Dĩ nhiên là chúng ta cũng không thể chôn chúng ở nơi gần nhà vì đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho nguồn năng lượng tiêu cực phát tác xung quanh khu đất, gia đình và di chuyển vào trong nhà.
Quý vị thân mến, với người Việt, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán là ngày đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng tới cả năm. Chính vì thế, theo phong tục dân gian, bên cạnh mẹo phong thủy với muối như trên, quý vị nên làm một số việc sau đây trong ngày mùng 1 Tết để có một năm mới vượng khí, nhiều tài lộc. Chi tiết sẽ có trong phần tiếp theo của video. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. 1. Lễ chùa vào mùng 1 Tết Nguyên đán. Việt Nam là một trong những quốc gia cực kỳ coi trọng vấn đề tâm linh, truyền thống văn hóa dân gian của dân tộc với người Việt. Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm sum họp gia đình, mà nó còn là thời điểm người dân thể hiện lòng thành kính với ông bà, tổ tiên và cầu tụng một năm mới bình an, sức khỏe, phát tài, phát lộc. Từ những lẽ đó, người Việt coi việc đi chùa, đi đền vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán là hoạt động tâm linh vô cùng đẹp và có ý nghĩa. Đây là hoạt động mang lại nhiều may mắn cho năm mới. Với một bộ phận người Việt, họ coi việc đi chùa không phải để cầu tự, tiền tài, danh vọng, mà đi chùa để du xuân, ngắm cảnh, giúp tinh thần thư thái sau một năm làm việc tất bật. Sau khi đi chùa xong, nhiều gia đình sẽ đến nhà bố mẹ đẻ, anh chị em họ hàng để chúc mừng năm mới, tổ chức những bữa ăn sum vầy. 2. Mặc đồ màu đỏ và chúc Tết. Từ xưa đến nay, màu đỏ được xem là màu của may mắn và sung túc. Màu đỏ tượng trưng sử dụng trong những ngày lễ lớn, những ngày trọng đại. Chính vì thế, người Việt Nam quan niệm ngày mùng 1 Tết Nguyên đán nên mặc quần áo màu đỏ để mang đến nhiều may mắn cho cả một năm dài. Ngoài mặc đồ đỏ, người Việt cho rằng trong ngày đầu tiên của năm mới cần phải dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, những lời chúc ngọc ngà sẽ giúp cho mình và những người thân xung quanh. Những người được nhận lời chúc sẽ có một năm mới đầy may mắn và thành công. 3. Lì xì ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Ngày mùng 1 Tết đừng quên lì xì cho mọi người xung quanh. Theo quan niệm, không chỉ người được nhận lì xì mới may mắn, mà người trao đi tấm lòng qua những phong bao lì xì cũng sẽ nhận được những vận may tương tự. Bao lì xì đỏ chứa đựng những điều tốt đẹp mà người tặng muốn dành cho người được nhận. Chính vì thế, Tết năm nay, các bạn đừng quên chuẩn bị những phong bao lì xì xinh xắn để thể hiện lòng biết ơn đến ông bà, cha mẹ, tình yêu thương đến con cháu, người thân quen. 4. Là hái lộc đầu xuân. Người Việt cho rằng ngay khi thời khắc chuyển giao năm mới vừa qua thì nên đi hái lộc. Hái lộc chính là mang đi sự sinh sôi, nảy nở, vươn mầm phát triển về cho gia đình. Đây là một tập tục lâu đời vẫn đang được người dân gìn giữ và phát huy. Tuy nhiên ngày nay, khi đi hái lộc, người dân không nên bẻ cả cành to, cành nhỏ của cây vì như thế dễ khiến cảnh quan thiên nhiên bị phá hủy. Mặt khác như thế không thể hiện được lòng thành tâm mang lộc về nhà. 5. Nấu những món ăn may mắn trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Tết Nguyên đán với ý nghĩa là ngày sum vầy thì không thể thiếu những món ăn. Tuy nhiên, những ngày mùng 1 Tết, các bạn nên chuẩn bị những món ăn may mắn. Đây là tục lệ mà người xưa truyền lại. Những món ăn này có ý nghĩa mang đến nhiều may mắn cho cả gia đình trong năm mới. Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán chuẩn bị bánh chưng, bánh dày, trái cây tròn trịa, ngọt ngào, có ý nghĩa như một lời cầu mong năm mới vạn sự như ý, mọi chuyện suôn sẻ, vuông tròn. Quý vị thân mến, trên đây là những việc nên làm ngày mùng 1 Tết giúp gia chủ thu hút tài lộc và may mắn. Chúc quý vị có một năm mới an khang, bình an, phát tài, phát lộc. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy, tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.